Vỏ nhẫn, trang sức cao cấp và viên chủ kim cương hộp sọ thiên nhiên tuyển chọn 9.5 ly. Tổng combo này có giá gần 2 tỷ đồng. Đây là một sản phẩm trang sức cao cấp luxury của Kỳ Lân Luxury. Đây là chiếc nhẫn theo đánh giá cá nhân của Kỳ Lân và tất cả những khách hàng của Kỳ Lân Luxury. Đây là một trong những vỏ nhẫn đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời ở đây trên nhiều yếu tố. Đầu tiên là về kiểu dáng. Kiểu dáng này đẹp bởi vì thiết kế của chiếc nhẫn này được kết hợp trên hai thương hiệu, đó là chính là Vertu và Rolex. Hai bên hông mỗi bên có 3 logo biểu tượng Vertu. Vertu là một trong những thương hiệu về điện thoại xài xỉ bậc nhất hiện nay. Và ở trên mặt chủ đó chính là vành tròn. Vòng tròn này được thiết kế theo vành bezel trên đồng hồ Rolex với khía chạy tia, giúp lấp lánh ở trong môi trường điều kiện ánh sáng khác nhau. Mình di chuyển khác nhau thì ánh sáng phát ra từ cái vòng tròn này giúp lấp lánh không khác gì một viên kim cương. Đẹp nhưng mà phải có chất lượng, bởi vì đây là chiếc nhẫn được Kỳ Lân chế tác hoàn toàn từ vàng nguyên khối AU750 với công nghệ nén vàng không bọt, không xốp. Và hội ngoại ánh hồng logo này cực kỳ ánh bóng, đặc biệt là những cháu này là công nghệ chuyên nghiệp của máy móc chuyên nghiệp làm trang sức cao cấp và kỹ thuật làm nguội chuyên sâu của kỹ thuật làm đồ trang sức cao cấp. Chiếc nhẫn này đeo đơn như thế này, một mình một chiếc nhẫn không cần đeo lắc tay cũng đẹp, mà đeo với lắc tay thì cũng đẹp. Nhưng đặc biệt nếu như chiếc nhẫn này đeo kết hợp với chiếc đồng hồ Rolex, hoặc kết hợp với một chiếc điện thoại Vertu full vàng nguyên khối AU750, hoặc là kết hợp với một chiếc điện thoại Vertu Signature S full vàng nguyên khối AU750, hoặc là đeo kết hợp cả ba, dùng chiếc nhẫn này với đồng hồ và điện thoại Vertu, thì một bộ ba combo vô cùng quyền lực, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Và tất nhiên rằng là giá tiền sẽ phù hợp theo yêu cầu của quý khách luôn. Ví dụ như đây là 9.5 ly mà nước ép, đồ sạch đẹp, tất cả thông số đẹp, tuyển chọn nên cái viên kim cương này với vỏ nhẫn này kết hợp lại thì sẽ là gần 2 tỷ đồng. Nhưng nếu như mình muốn phù hợp hơn, đi tay nhỏ hơn và làm chiếc nhẫn nhỏ lại, viên chủ nhỏ lại, ví dụ như 5.4 đi, thì sẽ có giá là tổng luôn vỏ nhẫn và hộp chủ trên 200 triệu. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.